Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Bèo Pèo. Và hiện tại thì chúng ta đang đứng ở trong một con map có tên là cuộc chiến đào chuối các bạn ạ. Đó, nghe có vẻ hơi vô lý nhưng mà nó tên là cuộc chiến đào chuối. Và hôm nay mình cùng các thành viên của BT gồm có Nabi với cả Huy Henry đâu rồi. Thông báo các bạn là Huy Henry chuẩn bị trở thành thành viên mới của BT các bạn ạ. Sắp đến ngày công bố rồi. Thật ra thì bọn mình đã tuyển Huy Henry khá là lâu rồi nhưng mà chúng ta đang chờ ngày công bố thôi các bạn ơi. Và đặc biệt hơn là hôm nay bà Mập Doran là vẫn đang nghỉ Tết hơi sâu, vẫn chưa lên các bạn ạ, vẫn đang ở quê cho nên không thể nào gọi vào chơi cùng được. Đó, ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhớ đăng ký cho đăng ký ủng hộ mèo Pèo các bạn nhá. Và nhớ cho phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của mèo Pèo cũng như là hashtag là thăng mèo Pèo và thăng B Team nữa các bạn nhá. Và cũng đừng quên là ủng hộ cho Huy Henry và Nabi. Huy Henry sắp 10k sắp rồi, còn Nabi sắp 100k sắp rồi các bạn ơi. Ok, alo anh em trong phòng nghe rõ nhở? Ở đây thì chúng ta có mời thêm 3 bạn nữa vào chơi cùng. Ôi, có thân như Aluka có vẻ pro này, Aluka thay nhá. Bây giờ mới đi đào chuối cận đây. Đi đào chuối, đào chuối. Anh em trong phòng loa lên nào. Bật loa lên, bật loa lên. Rồi, em quăng cái cúp ở bên kia rồi. Quăng cái cúp. Anh em bật loa lên luôn. Đó, anh em BT bật loa lên luôn. Bật loa lên sao lưu luôn. Cúp đá đào như hack em. Trời ơi, chơi thì từ. Bật bích chứ, bật bích thôi, bật loa. Áo ra Huy ơi, ra cầm cuốc vào đào chứ, chứ cầm cái đấy đào sao được. Không bảo danh là cái cúp của em nó bị mất rồi. Ủa sao lại mất cúp? Ủa? À ok. Em bị dịch dễ, xong dịch dễ mất luôn. Cần 15, cần 15 chuối để đấy cơ. 15 chuối để đổi sắt đây. Xong từ sắt đổi lên gì đấy? Ủa, nâng cấp cúp kiểu gì? Để em coi coi. Ủa từ cái map này nâng cấp cúp kiểu gì hả anh em? Anh em cho phòng ơi, anh đổi được sắt rồi này nhưng mà nâng cấp cúp chỗ nào đấy? Hey. Không thấy chỗ nâng cấp cúp luôn. Nào, cho mượn cái cúp coi. Ừ, cúp đá. À, phải có vàng cơ rồi, xong rồi cần vàng. Anh lỡ lấy rồi Huy. Anh lỡ lấy sắt rồi. Trời ơi, bảo sao không sao. Mày được ăn cái tăng tốc đào à? Ăn cái tăng tốc đào đào khá nhanh đấy. Cái nào vậy anh? Cái kia bánh quy thơm đó, trời ơi. À, ăn rồi. Okay. Bánh quy thơm để tăng tốc đào đây. À, lâu rồi mình không chơi cuộc chiến đào các bạn ạ. Anh em nào nhớ lần gần đây nhất mình chơi cuộc chiến đào là cái gì thì có thể để lại bình luận nhá. Cũng lâu lắm rồi mà không chơi cuộc chiến đào đó. Phải rất là lâu rồi không chơi cuộc chiến đào các ông ạ. Chắc là siêu lâu rồi. Là từ rất lâu rồi mèo Bèo chơi cuộc chiến đào nhá mọi người. Đúng rồi. Nên là mọi người mới nhường. Cuộc chiến đào. Được 46 chuối này. Ồ, cũng nhiều chứ. Tức ghê vậy, không có cái cấp này. 46 chuối các bạn ơi. Ok, đủ 50 chuối rồi. Bây giờ về đổi lấy cúp vàng. À, cứ đi thoanh. Đi thoanh đặt ké đồ này. Cúp đá chứ. Ok, chúng ta có cúp đá này. Cúp đá mà không nhìn cúp đâu mà bắt được heo. Ui trời ơi, cúp đá. Ôi, cúp đá đào như hách vậy nhìn này. Ôi, anh đào với tôi bàn thờ. Ôi, đi thanh này. Ồ nhở, mà chính ra Huy nó mất cúp gỗ rồi thì làm sao mà nó nâng cấp cúp được đúng không? Rồi, xong giờ để ý này, không sao. Anh cho khẩu súng này. Bây giờ Huy chỉ đưa đồ cho. Chỉ phải đánh nhau thôi, hiểu không? Còn lại là cứ để anh. Chỉ cần ngồi nhà đánh nhau thôi. Để anh kiếm tiền đó, anh thăm ngàn cho. Ôi, đào những cửa bàn thờ thôi. Ôi, quả cúp đá này đào tốt vào bàn thờ các bạn ạ. Vãi trưởng nhờ. Đào ghê vãi nồi luôn á. Ôi sao mình có được cái mấy trái chuối vậy ta? Cái này là trái chuối à? Nabi tích đủ 50 chuối chưa? Về đổi vàng đi, xong nâng cấp cúp đá lên. Mới có 39 à, mới có 39 à. Trời ơi, ăn cái bánh quy thơm vào. Em đang bị lắc luôn á anh. Đào như hack là có thật bạn ạ. Bèo đào như hack luôn, số ơi. Chỉ cần giữ chuột trái và chạy. Úi xồi, Hai chúng ta đều lắc sắp mặt. Đào. Hình như do anh đào nhanh quá hay sao á, mới bị lắc hay sao á. Chắc không phải đâu. Em không đào được lắc luôn á. Sao lại thế ta? Anh vẫn đào bình thường này. Anh chủ phòng không biết. Anh chủ phòng mà. Đào phòng. Ồ, bác này không cầm xin đi luôn á. Rồi bây giờ nâng cấp cúp 2. Ơ, cúp sắt. Ơ, lên tận 5 thỏi vàng cơ. Đắt thêm. Đắt thật. Ok, lên cúp sắt rồi. Thử cúp sắt em nào.
Test thử quả cốt sắt nào. Úi giời bố, uầy, anh em theo tôi này. Mày đứa theo anh này. Đâu? Mày theo anh này, thăm hàng ngàn này. Trời ơi, đào tôi là bàn thờ á. Đâu? Anh đâu rồi? Đâu? Uầy, bây giờ mình xài thêm nhân vật mini level 2 rồi, không biết đào như nào đây. Uầy, đào nước cả sáng tạo này, uầy, đào hơn nhanh hơn sáng tạo nữa. Oh. Mày thấy đào không? Đào phải nổi không? Uầy. Uầy. Ghê. Con bé đâu rồi? Ông bé ông đào như thần này. Này, bây giờ mày đuổi về nâng cấp đồ ấy, nâng cấp vũ khí à? Nâng cấp vũ khí biết chứ, chứ không cần là nâng cấp quốc là để anh đào cho, bởi mọi người nâng cấp quốc rồi. Nabi ơi, Nabi về nâng cấp vũ khí á, chứ không cần nâng cấp quốc đâu. Ok em. Tiếc ghê, mình không có thể làm nâng cấp được. Không có gì cái chỗ nào. Ui, đào bàn thờ có thật bạn ơi. Ui, đào thẳng qua nhà tên bạn rồi kìa. Vãi trưởng. Gì lẽ năm... Trời ơi, 50 trái chuối mới được một hồi vàng trời. Ôi, bình tĩnh. Đừng bay mà sớm nhanh. Châu thế, châu ấy. Châu mà lâu cũng chết này. Anh em cứ về nâng cấp súng đi. Ôi, ôi, thôi. Oh no, bỏ kia, bỏ kia. Đánh nó, cầm chảo đánh nó, cầm chảo quất nó, Huy ơi. No. Hay quá, Huy ơi. Huy ơi, cầm về đổi đồ, về nâng cấp đồ đi, về cấp đồ đi. Trời ơi. Ôi, căng quá. Gabi cầm vũ khí đi rồi, Gabi. Vũ khí gì, em chưa có làm được gì hết nè anh đâu. À, sắt để nâng cấp súng à? Thì ra là sẽ biết. Vàng nữa này. Nè, vàng nè. G18, mất rồi heo. Để qua bên đội đập em xin mấy trái chuối. Ừ, cần vàng à? Nhưng mà 50 trái chuối. G18 này. Lên AK, muốn lên AK phải lần cần thêm khẩu đánh nữa à? Uầy, lên AK cần gì em ơi, cần AK-47 là cần thêm 5 sắt đủ rồi này. 5 sắt với cả bao nhiêu vàng đây? Uầy, cần thêm 2 vàng nữa. Được. Đào với tốc độ bàn thờ. Nabi theo anh này, nhờ đào vào. Ghê không? Đào nữa hack luôn, đào nhanh hơn sáng tạo nữa. Ghê không? Em đang đi gom đồ của đội địch. Anh đào còn nhanh hơn cả sáng tạo này. Ủa ơi. Từ từ ơi Huy ơi. Ốc nổ Huỳnh Thái Tài đây quýnh em. Không sao, để anh phát AK bắn nó. Nó có AK rồi. Anh mà lên đời AK là kinh lắm. AK cụ hồ mà. Bắn mấy cái hẹo ngay. Ok, không đào được à? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đổi vàng tiếp. Đó, có AK nhá. Tuyên bố là mèo mèo có AK ở đây. Bây giờ cần MP5 mà. Ui, lên bờ bên này mà cần thêm khẩu G18 nữa, có vẻ là nhằng ấy nhở. Lằng nhằng. Anh em theo tôi. Còn thiếu cả 4 khẩu dạng mới nâng cấp được cái súng. Trời, tin nổi không? Tức cái lòng ngực á. Đào, anh này đã, quên mất. Trời. Không, nhưng mà 5-50 túi thì được. Phải thêm, thế này, anh này cũng phải thế. Để đâu rồi? Ăn gì phé vậy? À. Oh no. Chơi. No. Oh no. Châu ơi. Hồi máu rồi. Rồi, lượt cấp kiếm rồi anh ơi. Hồi máu đi anh ơi. Hồi máu. Châu đánh lâu cũng chết luôn. Hồi máu đi. No. Ui rồi bôi. Sao không bắn mình liên tục? Em phải cắm mình liên tục chứ. Trời ơi. Nói chung là em bị lắc á anh. Thôi về thủ đây, để anh gom, để anh thăm ngàn tiếp. Anh thăm ngàn đi. Làm bà thế này, ô kìa kìa. Tôi kỳ thế, không cho thăm ngàn nữa kìa. Tôi kỳ thế ta. Ok, thôi thì thăm ngàn thôi. Anh em về thủ đấy, về thủ đấy. Nâng cấp vũ khí lên, Nabi. Gì? Nâng cấp vũ khí, nâng cấp vũ khí lên. Bao nhiêu chiếc túi rồi? Mai cái đã, để đi đào thêm chuối ra anh. Ok luôn. Mình sẽ tích cực đi thăm ngàn các bạn ạ. Thăm ngàn
thăm ngàn kịch kịch thăm ngàn hổ trước sới sau thế mới giàu đó. Giàu chứ khổ sâu mới cần đâu. Cứ thăm ngàn ba đào tốc độ bàn thờ luôn. Em cũng muốn đào với tốc độ bàn thờ lắm, nhưng nó lắc quá chứ. Thì tao biết game, tao biết trong game thì đỡ lag không? Rồi tao biết trong game, một khi biết trong game bị lag á, G18 là cần một khẩu súng lục kia. Hình như là vậy. Tao cần 4 thỏi vàng à? Ok, bây giờ nâng súng lên BP5 này. Bây giờ cần 10 và 10 sắt, ok nhiều đấy. 10 và 10 sắt là cây cừng hơi căng á. Rồi. Ăn gà đỏ này, chạy nhanh các bạn ơi. Đào tiếp. Đang đào anh ơi, đang cố gắng kẹp thăm ngàn đây anh ơi. Thăm mà nó lắc quá nó không cho em thăm ngàn. Thăm ngàn kẹp nó. Ôi, thế thì cứ đưa hết tiền cho em để anh nâng cấp cho. Thăm ngàn kẹp ngân đi, thăm ngàn kẹp ngân đi. Đây đào lắc, đút đi lắc. Thăm ngàn kẹp ngân đi. Ôi, châu thần. Trời ơi, tôi qua đội địch rồi mà đội địch nó dí mình hoài, tức ghê vậy đó. Căng 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 căng. Em qua em chôm mấy trái chuối anh. Em qua em chôm mấy trái chuối để thăm ngàn, thăm ngàn kiệt ngân. Nên nâng súng hay là nâng kiếm ngon hơn được, em thấy nâng kiếm khi ngon hơn đó. Trời, em thấy địch bên kia ghê lắm anh. Cấp độ ghê gớp. Nãy giờ em nâng được 2-3 thỏi vàng. Tại mất cái anh thấy cái súng nó hơi cùn. Hơi mất tiền nâng súng, nâng súng hơi phế á. Nâng kiếm cho lẹ ha. Tại vì mình vô mình bị mất cái cúp đó, cái kiếm thôi. Chứ không mình chém chết hết rồi. Về hay nâng khẩu BP5 nhỉ, AK-30. Ôi, cứ nâng tạm khẩu BP5, ô còn chưa đủ bể đổi này. Gậy gỗ à, chính ra nâng kiếm ngon hơn á. Nâng kiếm đi anh. Nâng kiếm ngon hơn. Không, nâng súng này cũng 50 đam bằng kiếm ấy, thế là nâng súng ngon hơn. Anh lỡ nâng súng rồi, bây giờ nâng súng đi. Từ bây để xem súng này cần 10 vàng hơn nhiều tiền đấy. Anh em có bao tiền, bớt hết cho anh. Mấy đứa có bao nhiêu vàng rồi, alo. Mấy đứa bao nhiêu vàng, mấy đứa có bao nhiêu chuối. Hiện tại mấy đứa bao nhiêu chuối nhỉ? Cũng gần một sợi tắc. Tự lấy, tự chơi. Anh đi thăm ngàn tiếp. Có mấy trái chuối nó gớt, hai người không chịu lậm gì hết vậy alo. Nè, đang lấy nè. Đang gọi là đi ăn cắp chuối của bên. Huy anh ghi là đi ăn cắp chuối không. Tại vì đâu có thể nào mà có khả năng mình đi mà chào đâu. Mất cái cúp lúc đầu rồi. Đào tay đi. Nhảy lên ăn gà vô. Ăn bánh mì tô vào. Cắm bánh mì tô vào. Cắm bánh mì tô vào. Rồi. Cứ sờ bánh mì vào, sờ bánh mì nhiều vào. Ôi giời ơi, tạ quá anh em ơi. Anh em chơi đời tạ quá. Ôi, phải ăn vàng. Bảo mua đồ đi mà. Trời ơi. Mua đồ đi. Em đang thăm ngàn mà. Alo. Chơi bên này thì căng quá. Chơi thế này thì ai chơi lại? Anh gian vì cái tụm không chịu mua đồ trước. Ôi chết! Anh lỡ mua cái này rồi bùi, tôi chết rồi. Lỡ mua cái cuốc này rồi, hỏng rồi bùi. Lỡ mua cái này rồi bùi. Tôi xong anh rồi. Ấn thần kỹ thuật. No. Bạn nó lạ cái rồi. Ôi, sợ bánh mì này sao chơi? Này, thế này thì nên dùng Kaka chứ. Thế này chơi niềm tin à? Mừng quá bạn ơi. Ê, đưa hết chuối. Cái gì đây, tất cả bánh mì đánh nó. Trời ơi, đưa hết chuối. Tất cả là quái chuối ạ. Từ từ, không ăn thua rồi, bì, không ăn thua rồi. Rồi. Này, không ăn thua rồi. Giang nè. Đưa hết vào ngay. Hợp lý. Hai cục à. Trời ơi, thế hỏng rồi. Mình lỡ tay đổi nhầm cái kia bạn ạ. Toang quá, đổi nhầm vật phẩm rồi. Rồi sao tâm? Tôi lần nào cũng lỡ rồi, nâng vàng luôn các bạn nhầm. Lần nào cũng lỡ rồi, nâng kiếm luôn đi.
Ok, ta nâng kiếm luôn các bạn ạ, đằng nào cũng lỡ rồi. Đã lỡ rồi. Đúng rồi, đã lỡ rồi thì thôi nâng luôn các bạn ơi. Các bạn kỳ quá, mình đang thăm kèm mấy bạn chơi mấy bạn bính mình. Bình thường mà. Dân vô đi, đừng bỏ tôi chém chết thôi đó. Coi như chú gì tôi thích đi. Đấy, anh nghe đợi mình thì sẽ lên cái giáo vàng luôn. Nỡ nâng khẩu súng. Nâng khẩu súng hơi tù với các bạn ạ. Đúng ra là không nên lên súng. Nâng súng hơi tốn tiền, nó không sao. Tí nữa mình sẽ tí nữa mình sẽ nâng nốt cái giáo vàng, sẽ nâng tiếp cái súng MP5 luôn. Thật ra cái giáo vàng MP5 là cùng đam như nhau mà, bằng đam luôn á. Nhưng mà em thấy cầm giáo chơi ngon hơn anh. Ừ đúng. Vì thanh niên kia dùng KK. Thanh niên kia dùng KK các bạn ạ, cho nên mình sẽ lợi bất lợi hơn khi mà dùng súng. Hey 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 hey. Nó lung lay cành cây rớt rớt vô đầu. Trời ơi, đừng có quánh tôi. Chạy đi em ơi. Chạy đi, chạy đi. Em đang chậm chuối. Đi đào chuối, chặt chuối mới chặt chuối. À, quý tránh ra, đừng có quánh tôi. 7 vàng á, chưa đủ à? Anh còn thiếu, ui, còn thiếu tập hợp đống vàng nữa này. Vàng ấy nhở, đỡ lỡ đổi khẩu súng tốn tiền quá. Anh em bao nhiêu vàng đưa cho anh nhá. Có bao nhiêu vàng đưa anh nhá. Có bao nhiêu vàng rồi, bao nhiêu vàng rồi, Huy bao nhiêu vàng Huy ơi. Để đánh tim không. Em là nãy giờ là đi chậm chuối. Em bao nhiêu gấp được cái gì ta? Kỳ rồi. Ok. Thì em có một vàng. Ok, một vàng cứ đem về đưa Dabi á. Dabi đưa. Ôi, anh ở Hồng Quốc rồi, chết rồi. Rồi, Hồng Quốc rồi. Đưa vàng, 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 vàng ơi, đưa Dabi ơi. Chưa có vàng, chưa có vàng, đang đi lụm chuối. Đưa, đưa chuối. Dabi ơi. Dabi ơi, đế chuối, ừ, đế chuối đây. Nè. Có bao nhiêu con hết. Có cái bếp, có cái bánh hamburger không? Có hamburger không? Burger thơm không? Hamburger á. Hamburger thơm. Đây, không có. Ăn rồi à? Ăn rồi à? Ủa? Em có 4 vàng nè anh ơi. Ok, đưa, 4 vàng đây, 4 vàng. Hợp lý thôi, đi Huy ơi. Rồi, Huy rồi, đây. Hợp lý. Huy lên đổi bạn ơi. Ừ, có. Đây, anh đây này. Đây này. Đấy chưa, quăng rồi đó. Đâu rồi? Ok, rồi. Rồi, xong rồi nhá, đủ đồ chơi rồi. Ê, bấy đứa có cái hamburger không? Huy ơi, còn hamburger không Huy ơi? Hamburger... hết rồi này. Hết rồi á? À, bắp này còn cho cả giáp kim cương bảo sao rồi từ... Hẹp, bé bé sẽ dùng tuyệt chiêu bí mật các bạn ơi. Tuyệt chiêu bí mật, đói. Đây là tuyệt chiêu gia truyền này, không phải ai cũng biết đâu. Đó. Tuyệt chiêu gia truyền. Ơ, cái này là không... Cái này không phải là... Kháng khuẩn phê thế. Kháng chai bí. Kháng chai bí. Kháng cận chiến đây rồi. Ok. Ơ, mấy đứa. Ơ, Huy ơi. Huy ăn cái bánh hamburger rồi à Huy? Huy ăn hamburger rồi à? Em có hamburger đâu mà ăn. Hamburger thơm á, cái bánh hamburger thơm gì em? Không có. Hồi nãy xài rồi. Ok, rồi bây giờ em sẽ dùng Laura này. Hợp lý, ok. Nào, bây giờ chuyển thôi. Lên, để anh tấn tìm. Súng hạng nặng à. Thôi đâu rồi. Dùng lão ra. Em cũng sẽ dùng lão ra. Châu thế. Châu thế là. Thế thật mấy thế này là châu thế. Châu quá, có lần ơi. Đâu ta có lần anh ơi. Trời đỉnh quá anh ơi. Đâu quá đâu. Huy bắn đi. Huy ơi. Bắn rồi. Bắn đi. Sao các bạn được hả không ơi? Tại vì một sự lắc nhẹ luôn luôn tồn tại xung quanh đây. Hay quá Huy ơi. Lâu ra ghê quá. Mọi người cứ chiến đấu đi, mình sẽ đi thăm ngàn. Cháy kinh thêm. Mọi người bèo cháy ghê thêm. Ôi, quả thiếu đốt cháy kinh nha, quả cháy ghê phết các bạn ơi. Quả cháy là kinh đó. Ok. Quả cháy là kinh đấy. À, thì ra kỹ năng đặc biệt là cháy à. Thôi bây giờ chúng ta né lâu ra là tôi sẽ chém mấy đứa khác.
Mèo béo lâu ra rồi đến hồi sinh, yes. Cháy biết đâu chưa bơ. Cháy đâu chưa. Ôi bồi, căng quá, căng quá, căng quá, căng quá, căng quá. Bắn cháy đi, ui. Đi đào chỗ đi Huy ô. Cháy mày. Cháy mày này, cháy này. Huy đi, Huy đi cộng tác với anh mày bé. Hồi máu, 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 hay quá. Sợ, ổ sợ, ý xì, ổ sợ, ổ sợ, ý sợ, ổ sợ. Hỏi ạ, chi chi đã chà 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 chà. Hay quá. Này thì mình bởi bột mạng rồi các bạn ơi. Wow, đỉnh cao chưa bơ. Sợ quá nhìn này. Thăm ngàn kiềm cần, thăm ngàn kiềm cần. Gánh tim rồi, gánh tim rồi. Gánh tim rồi. Chạy nhanh, em đang thăm ngàn đây. Thăm ngàn thì lên chơi bơi. Thăm ngàn tầm này nữa. Cho vui. Lên chơi đi. Ôm hôn, ôm ôi, chạy 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 là thượng sách, chạy là cái cách tốt nhất. À, Huỳnh Thái Tài đã bắn mình chết rồi. Hit shot. Huỳnh Thái Tài. Từ đã đổi qua Cindy đã để cho cả bạn ơi. Ok, Pim Bát này không có nhân vật đúng không? Qua đây chơi nè, qua đây chơi nè. Ai giống như vậy? Đợi nha. Tài xin đi em ơi. Có bạn như mày nằm đây. Chơi đồ. Chơi đồ gì? Ai có đồ đâu cho. Thế này thì này thì Pim. Ôi giời. Huỳnh Thái Tần, Huỳnh Thái Lắc em bạn ơi. Huỳnh Thái Lắc em ơi. Trời ơi, ăn bánh mì, chơi bánh mì. Đó, bánh mì rồi tao chơi. Cháy này thì ăn nữa xem, ăn nữa xem nào. Ôi. Búp lại. Ăn nữa xem nào hồ. Ok bạn ơi, vậy là bọn mình chắc là chắc kèo ngoài là lật kèo các bạn thắng ở đây. Ui tỷ số 15-6 rồi. Ui khá là xịn sò luôn đấy không? Khổ trước sướng sau thế bây giờ. Bây giờ mình vừa có AK, vừa có súng, vừa có giáo này. Này thì Huỳnh Thái Tài Lắc kia các bạn ơi. Thì ok, video chắc là xin phép được cái tuổi thôi. Bạn có cái đóng góp gì muốn mèo béo làm thích gì nữa thì hãy để lại phía dưới cận nhá. Xin chào và gặp lại. Bye bye.